chưa quay, bây giờ mới quay. Trời ơi. Trời ơi. Ngồi im lại xem ơi. Đấy, đấy nó bò trong tóc anh. Khổng lồ, cháy khổng lồ. Hai con này theo. Đồ. Đây còn một con đây nữa. Đây rồi, nhìn rất là đang bò. Trời ơi, nhiều cháy nhất Việt Nam. Nhiều cháy nhất Việt Nam có thể là trong em rồi. Em đi thi kỷ lục đi. Ok. Ôi, nó bỏ xuống má nó cắn này. Đâu? Kinh. Rồi. Đây, phải không? Bỏ cái giường tiêu lên á. Đấy này, toàn cháy không này. Cái móng tay em có còn không? Thôi bắt con khác đi. Có con khổng lồ nhất thôi. Con Chí bây giờ siêu sao rồi. Đây. Rồi. Rồi nhìn thấy rồi. Đấy em cứ vẫy ra tổng tổng đó. Rồi chạy rồi. Rồi xong rồi. Rồi. Bố có không nhìn thấy đâu. Hả? Đang tìm con cháy chúa. Cháy chúa à? Xong. Đầu của con như một cái trái đất rồi. Ê. Khó lắm mà tìm ra được con cháy chúa. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cháy chúa. Toàn cháy chúa không? Đây đây đây. Chạy đâu. Tóc của con. Theo gì thì con nên cạo hết đi. Tiêu diệt nơi chúng nó ẩn nấp. Quá nhiều. Sao đây chỗ này hình như có này. Cái bụng nó căng tròn luôn nha. Thank you.
Chú Tuấn sắp thành YouTuber. Đánh lửa cổ lên vậy. Con có muốn nó cắn chị máu đầu không? Bà xin nó lên ở bên đây. Bên về đây trứng còn rất nhiều. Ê, có trứng té kìa. Cháy. Tí phủi. Đó, chay chua. Hôm nay toàn chay chua. Thôi nghỉ đi. Mai bắt tiếp. Nồi chưa lớn. Rồi. Nghỉ trưa đây. Đây. Thôi đâu rồi. Bỏ mất tiêu rồi. Từ nốt một vòng nữa. Trứng cháy này, trứng rất nhiều. Rồi,